Tại thị trường Thái Lan, Honda VKZV 2023 sẽ có hai phiên bản và giá bán từ 799 869.000 bát khoảng 544, 592 triệu đồng. Ngày 10 tháng 3 năm 2023, hãng Honda đã chính thức giới thiệu mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ VKZV mới ở thị trường Thái Lan. Đây là thị trường thứ hai trên thế giới đón nhận mẫu SUV hạng A này, sau Indonesia. Tương tự người anh em BZV. Honda VKZV 2023 ở Thái Lan cũng là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tại thị trường Thái Lan, Honda VKZV 2023 có hai phiên bản là 1.5 sinh viên CVT và 1.5 GS CVT. Giá bán tương ứng của hai phiên bản này là 799.000 baht, khoảng 544 triệu đồng và 869.000 baht, 592 triệu đồng. Như vậy, Honda VKZV 2023 có giá khởi điểm rẻ hơn cả Toyota Raize đang bán tại Việt Nam. 552 triệu đồng. So với xe đang bán tại Indonesia, Honda WZV 2023 dành cho Thái Lan sở hữu thiết kế, trang bị và thông số kỹ thuật về cơ bản là giống hệt. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với MPV cỡ nhỏ Honda BZV, mẫu SUV hạng A này sở hữu chiều dài 4.060mm, chiều rộng 1780 mm chiều cao 1.608mm và chiều dài cơ sở 2.485mm. Mẫu xe này ngắn hơn 325mm hẹp hơn 10mm, cao hơn 18mm và chiều dài cơ sở kém 125mm so với người anh em Honda HR-V. Thiết kế ngoại thất của Honda v v 2023 ở hai phiên bản khác nhau đáng kể, thể hiện qua lưới tản nhiệt, vành la răng và màu sơn. Trong đó, bản 1.5 GS CVT cao cấp có thể sơn phối hai màu thời trang hơn và ngoại hình như Honda HR-V thu nhỏ. Ở bản tiêu chuẩn, mẫu SUV hạng A này có những trang bị ngoại thất, như đèn pha LED với tính năng tự động bật trên tắt, tích hợp giải đèn LED định vị ban ngày, đèn báo rẽ LED sáng tuần tự, đèn hậu LED, tay nắm cửa cùng màu thân xe, tân hình vây cá và vành hợp kim 16 in, đi với lốp 215 trên 60 giờ 16. Thêm vào đó là gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Tiến lên bản 1.5 giờ SCVT, khách hàng Thái Lan sẽ nhận về những trang bị bổ sung, như lưới tản nhiệt với mắt lưới mạng chrome đa điểm đèn sương mù LED phía trước vành hợp kim 17 in phối hai màu thể thao, lốp 215 trên 55 giờ 17 và gương chiếu hậu tự động gập. Bên trong Honda V 2023 là không gian nội thất khá giống với người anh em BZV. Có thể thấy điều này qua những chi tiết như màn hình cảm ứng trung tâm, vô lăng, cần số, cụm điều khiển trung tâm và bảng đồng hồ. Ngay cả màn hình hiển thị và các nút bấm của hệ thống điều hòa hay cửa gió cũng giống với Honda BZV sắp ra mắt Việt Nam bản tiêu chuẩn của Honda VKZV 2023 tại Thái Lan sở hữu không gian nội thất màu đen trơn, ghế lái chỉnh độ cao, ghế sau gập 640, ghế bọc da pha da tổng hợp với chỉ khâu màu xanh dương, những chi tiết ốp màu đen bóng, vô lăng bọc da chỉnh hai hướng, tích hợp phím chức năng, khởi động nút bấm và chìa khóa thông minh. Chưa hết, bản tiêu chuẩn của mẫu SUV hạng A này còn được trang bị màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ. Màn hình cảm ứng trung tâm 7 in, hỗ trợ Apple CARPLAY trên Android Auto, điều khiển bằng giọng nói qua Siri, gương chiếu hậu chống chói, 6 hộp đựng cốc, hai đèn bên trong xe, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh 4 loa hai cổng USB và hai ổ điện. Chi thêm tiền cho bản 1.5 giờ SCVT, khách hàng Thái Lan sẽ nhận về những trang bị nội thất như ba ổ điện, đèn viền ở hàng ghế trước, bệ tỉ tay trung tâm dành cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống kết nối Honda Connect và vô lăng tích hợp lẫy chuyển số thể thao. Ngoài ra, nội thất của bản cao cấp còn được bọc da màu đen với chỉ khâu và những điểm nhấn màu đỏ tương phản. Đáng tiếc là dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng phanh tay chỉnh cơ và không có cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau. Có thể thấy, trang bị ngoại thất và nội thất của Honda Vezel V 2023 khá đầy đủ. Đặc biệt, mẫu SUV hạng A này còn được trang bị gói trang bị an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn, bao gồm những tính năng như phanh khẩn cấp tự động có thể phát hiện xe trên người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo trên kiểm soát để xe không lệch làn đường, đèn chiếu xa chỉnh tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Bên cạnh đó, bản tiêu chuẩn của Honda V 2023 còn đi kèm 4 túi khí, camera lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, tự động khóa cửa khi người lái rời khỏi xe và đèn báo phanh khẩn cấp. Ở bản cao cấp, Xe sẽ được trang bị camera cập lấy Honda Land Watch để cảnh báo điểm mù, và 6 túi khí. Cả hai phiên bản đều dùng phanh đĩa trước và phanh tăng chống sau. Trái tim của Honda VKZV 2023 ở thị trường Thái Lan là động cơ giống hệt BZV. Đây là động cơ xăng 4 xi lanh, DOHC, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất tối đa 121 mã lực tại tua máy 6.600 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng trên phút. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cuối cùng là hệ thống treo độc lập MacPherson với thanh cân bằng phía trước, và hệ thống treo bán độc lập to sườn bim hình chữ H ở đằng sau. Xe có 5 màu sắc là đỏ Ignite Red Metallic, nóc đen, trắng White Stellar Diamond đen black Priester, xám midnight grey và trắng white taffuter. Trong năm 2023, hãng Honda chỉ có kế hoạch xuất khẩu VZRV sản xuất tại Indonesia sang hai thị trường dùng tay lái nghịch, bên phải, một trong số đó chính là Thái Lan. Do đó, người tiêu dùng Việt Nam muốn mua mẫu SUV hạng A này sẽ phải chờ thêm một thời gian khá dài nữa, ít nhất là hết năm nay. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360